Rồi các bạn hết sức chú ý nha. Ở trong bộ nhớ của mình á, thì khi mình khai báo một cái biến A, khi các bạn khai báo một cái biến A, khai báo một cái biến B, thì các bạn nhìn thấy tên của nó. Đó, tên của nó ở đây. Nhưng thực chất á, cái vùng dữ liệu mà biến A, biến B này nó lưu trữ thì chúng ta lưu trữ trong bộ nhớ của chúng ta ở đây. Thôi tập trung đi. Và ứng với một cái biến A thì nó sẽ được cấp một cái địa chỉ. Ứng với biến B nó được cấp một cái địa chỉ. Ví dụ chỗ này thì ghi là địa chỉ 1. Địa chỉ 1. Chỗ này địa chỉ 2. Còn cái A này nó chỉ là cái tên. Cái tên. Như vậy khi mình gán A bằng 5. A bằng 5. Mình nhìn thấy bên ngoài là A bằng 5. Nhưng thực chất cái 5 này nó được lưu trữ ở đây trong bộ nhớ tại vị trí địa chỉ 1, thì nó có chứa một cái giá trị là 5. Tại cái ô nhớ này nó chứa giá trị là 5. Còn cái A này nè, nó chỉ là tên gọi. Còn giá trị thực sự là 5 đây. Rồi. Tương tự như vậy, mình gán B bằng 7 thì thực chữ số 7 nằm ở đây. Khi mình hoán vị, nếu như chúng ta lấy một cái biến tạm, ví dụ chúng ta ghi tạm bằng A rồi A bằng B và cuối cùng B bằng tạm, thì sau khi kết thúc cái này thì AB đã hoán đổi rồi đó. Nhưng nếu mà chúng ta viết chương trình con, nếu như chúng ta viết chương trình con, chúng ta ghi ở đây một cái chương trình con là hoán vị A B, hoán vị AB, và ở bên trong này chúng ta thực hiện cái lệnh hoán vị, thì sau khi mà chúng ta hoán vị bên trong này xong á thì cái lệnh này nè, cái lệnh này nó chỉ có tác dụng bên trong cái hàm này thôi. Sau khi kết thúc cái hàm này, địa chỉ 1 vẫn là giá trị 5, địa chỉ 2 vẫn là giá trị 7, không có gì thay đổi hết. Được chưa? Nếu muốn thì chúng ta không phải hoán vị giá trị A, không phải hoán vị giá trị B, mà chúng ta hoán vị gì? Hoán vị địa chỉ 1 và hoán vị địa chỉ 2. Đây mới là cái gốc. Đây mới là cái gốc. Mặc dù địa chỉ 1 chứa giá trị là 5, A cũng bằng 5. Bởi vì A là cái tên gọi của cái địa chỉ này. B. Rồi. Như vậy trong trường hợp đó thì chúng ta hoán vị địa chỉ. Mà để hoán vị địa chỉ thì lúc các bạn khai báo khác tí xíu. Các bạn khai báo hoán vị mở ngoặc in sao
A. Đó, chỗ này là các bạn khai báo dạng con trỏ. Đó, khai báo dạng con trỏ ở trong cái đề bài của mình, in sao A, in sao B. Đó là mình khai báo nó ở dạng con trỏ. Tương tự như vậy, in sao B là mình đang sử dụng con trỏ. Rồi, ở trong này cái tạm của mình đây nè, ở trong này các bạn vẫn có cái tạm table, nhưng mà tạm bây giờ chú ý chỗ này giúp thầy nhé. Cái tạm bên này và tạm bên này hoàn toàn khác nhau. In thêm TMB đúng không? TMB bằng cái gì? Bằng sao A, sao B. Bằng sao A. Chú ý. Và ở chỗ này sao A bằng sao B. Và trong này nó không cho tab các bạn. Sao B bằng thêm. Hai cái này khác nhau một tí. Hai cái này khác nhau một tí. Khác như sao đây? Tạm bên này mình cũng khai báo cho nó là in. Tạm bên này nó cũng là in. Nhưng tạm bên này nó chứa A, tức là chứa giá trị này thôi. Chứa giá trị này nè, là chứa số 5. Đó. Rồi A bằng B, tức là bằng 7. Và B bằng tạm là bằng 5. Còn cái table bên này, Table bên này cũng là nguyên, nhưng mà table bằng sao A nó không chứa số 5, mà nó chứa gì hả? À, nó chứa địa chỉ 1. Nó chứa địa chỉ 1 chứ nó không chứa số 5. Chú ý chỗ đó, nó chứa địa chỉ 1 chứ nó không chứa số 5. Như vậy khi mà các bạn gán tem bằng sao A thì cái tem nó chứa này nè, địa chỉ 1. Xuống hàng sao A bằng sao B thì ở chỗ này nó hoán đổi cái địa chỉ, địa chỉ 2 lên đây. Bởi vì địa chỉ 1 bằng địa chỉ 2. Rồi quay trở lại sao B, tức là địa chỉ 2. Sao B bằng thêm tức là cái giá trị đây. Đó. Cái lúc đầu thì nó lấy cái địa chỉ của A nó đưa vô thêm. Sau đó thì nó lấy cái thêm này nó gán lại cho địa chỉ 2. Như vậy hoán vị này là hoán vị địa chỉ. Cho nên sau khi thoát khỏi cái vòng lặp này rồi thì địa chỉ nó cũng đã hoán vị rồi. Thì mình mới lấy được cái giá trị sau khi hoán vị. Chứ còn nếu mà mình chỉ hoán vị như thế này thì nó chỉ có tác dụng bên trong hàm thôi. Tức là nó chỉ có tác dụng ở cái phần này thôi. Còn cái phần cốt lõi của địa chỉ chứa ô nhớ thì nó không tác động đến. Cho nên cái bài của chúng ta, nếu như mà các bạn làm về cái bài hoán vị hoán vị thì chúng ta sẽ thử in A phải in B, hoán vị in A in B, và xuống đây chúng ta sẽ viết hoán vị. Hoán vị in A phải in B int bằng a chấm phẩy a bằng b
chấm phẩy P bằng xem hoán vị AB. Hoán vị AB. Bây giờ trên này chúng ta sẽ gọi nó. Trên này chúng ta sẽ gọi. Giả sử chúng ta cho A bằng 5, phẩy B bằng 7. Coi thử mình gán vậy ok không? Rồi. Mình sẽ ghi là hoán vị A phẩy B. Rồi sau đó mình sẽ in ra. Phần trăm D xuyệt T phần trăm D phẩy A phẩy B. In ra 57 nha. Vẫn 57. Bởi vì nó chỉ hoán đổi cái giá trị. Nhưng ở bên trong này, nếu như chúng ta in bên trong này, sau khi hoán vị rồi, thì chúng ta ghi thêm bên trong này là bên trong hàm. Được chưa? Hoán vị xong rồi thì mình coi thử nó có không. Đây, chỗ này mình thiếu xuống dòng. Bên trong hàm thì có không? Có hoán vị ha. Đó. Bên trong thì nó có, nhưng mà khi ra khỏi thì nó không nhớ. Vậy thì mình sẽ viết lại cái hàm hoán vị này. Viết lại thành cái hàm hoán vị 2. Thì chỗ này mình không đưa vô giá trị của A mà mình đưa vô địa chỉ, tức là con trỏ. Sao tức là con trỏ? Con trỏ, con trỏ A, con trỏ B. Cái dấu sao này chúng ta gọi là con trỏ. Rồi. Như vậy ở đây mình để im cái này luôn nha. Mình thấy nó sẽ như thế nào. Để im luôn. Rồi ở bên trong, ở bên ngoài này mình sẽ viết lại cái hàm hoán vị 2. Hoán vị 2. Chỗ này là sao A, sao B. Và lúc này chúng ta gọi cái hoán vị 2. Gọi cái hoán vị 2 không phải là A mà là địa chỉ của A, địa chỉ của B. Rồi, tương tự như vậy. Tương tự như vậy, chúng ta cũng xuất A xuất B. Xem thử thế nào. Chỗ này mình để là lần 1. Chỗ này mình để là lần 2. Cho nó khác, dễ nhìn. Lần 1, lần 2. Rồi, chạy. Đây. Bên trong hàm nó hoán vị 57. Lần 1 nó vẫn là bên trong hàm nó là 75. 75. Lần 1 thì nó không hoán vị được khi mà nó đã kết thúc hàm. Lần 2 bên trong hàm AB bây giờ nó là gì? Địa chỉ. Nó chứa giá trị của địa chỉ trong ô nhớ. Đó, cái mà chúng ta đang nhìn thấy đây là giá trị của địa chỉ. Nhưng sau khi kết thúc hàm thì nó đã hoán vị cho chúng ta 7 năm. Được chưa? Đó, như vậy thì các bạn về phần truy xuất địa chỉ và truy xuất giá trị. Nếu bên trong này mà chúng ta ghi A, B, tại vì sao mà nó không xuất giá trị 57 mà nó xuất cái giá trị gì kỳ vậy? Tại vì lúc mình truyền vào
À, mình truyền địa chỉ của A là mình truyền cái số 65.000 gì đó, chứ không phải là truyền năm, cho nên nó in ra số đó là đúng rồi, bởi mình truyền vô số đó mà, truyền vô cái số là 65.000 đó mà, truyền vô là cái số là gì đây, à, 6,6,6,6,487.000, mình truyền vô số này tất nhiên nó in số này rồi đó, mình truyền địa chỉ được chưa. Như vậy đối với bài này các bạn sẽ biết thêm, thứ nhất cái này gọi là con trỏ, cái này gọi là con trỏ, cái này là địa chỉ đó, rồi ok, đó là bài hoán vị.